Bảng điện tử truyền thông với con số thể hiện năm mới cuối cùng cũng đã được dựng lên trên quảng trường thời đại, địa điểm được mệnh danh là nơi tụ hội của mọi nẻo đường. Có tất cả 599 bóng đèn LED làm nên những con số này. Đến ngày 31 tháng 12, tấm biển này sẽ được đưa lên đỉnh tháp One Times Square. Hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới sẽ cùng chúng ta đón năm mới khi quả cầu rơi xuống. Và tấm biển này sẽ tỏa sáng đón chào năm 2022. Tuy nhiên, việc đón năm mới năm nay tại Mỹ chắc chắn sẽ vẫn bị Omicron chi phối. Hàng dài những người chưa xét nghiệm đang xuất hiện không chỉ ở New York mà ở khắp nước Mỹ, do ai cũng muốn biết mình có mắc bệnh hay không trước khi đi nghỉ với gia đình. Số ca mắc mới ở thành phố New York đã đạt kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp, gần 22.500 ca mỗi ngày. Thị trưởng New York cho hay việc tổ chức sự kiện đêm giao thừa trên quảng trường thời đại sẽ như trước đại dịch hay bị hạn chế thì tới Giáng sinh mới được quy định. Chúng ta sẽ chứng kiến số ca tăng vọt, sẽ có nhiều người New York bị ảnh hưởng bởi Omicron. Omicron tiến rất nhanh và chúng ta phải tiến nhanh hơn. Vì thế, chúng ta phải tập trung vào tiêm vaccine. Chúng ta biết rằng vaccine giúp xử lý Omicron. Năm ngoái, lễ đón năm mới trên quảng trường thời đại đã được tổ chức theo phương thức giãn cách xã hội. Chỉ một nhóm nhỏ các nhân viên tuyến đầu được tham dự trực tiếp. Tới tháng 11, thì thị trưởng New York cho hay năm nay sự kiện sẽ được tổ chức đầy đủ như trước đại dịch, với điều kiện những người tham dự phải có chứng nhận đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm âm tính.